Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Công Thương của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Thưa quý vị và các bạn, mục đích bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất. Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là cơ hội tốt để các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình đến với thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển theo chiều sâu, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trung tâm khuyến công và Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công Thương Bình Thuận đã hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện giới thiệu các sản phẩm chất lượng, có giá trị sử dụng cao và có tiềm năng phát triển. Cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022, Bình Thuận có 30 trên 45 sản phẩm. Bộ sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Đồng thời, hoàn tất hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 theo đúng tiến độ quy trình bình chọn cấp khu vực. Các sản phẩm tham gia bình chọn là những sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh, tập trung ở lĩnh vực chế biến thực phẩm và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Nhiều sản phẩm tham gia bình chọn đã khẳng định ưu thế về mẫu mã, kiểu dáng chất lượng cao và cái thị trường tiêu thụ mạnh. Các sản phẩm tham gia bình chọn năm nay đa dạng phong phú về mặt chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng sản phẩm, được các cơ sở chú trọng, nâng cao, bao bì đóng gói đẹp, bắt mắt, thu hút người tiêu dùng. Tuy nhiên, năm nay, sản phẩm mới tham gia ít, đa phần là sản phẩm nước mắm. Hầu hết sản phẩm đăng ký tham gia cũng đã được các cơ sở quan tâm, đảm bảo hồ sơ pháp lý như giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, HACCP, bản tự công bố sản phẩm, hoặc các giấy phép sản xuất rượu đối với các sản phẩm về rượu, giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nước mắm có đăng ký thông tin chỉ dẫn địa lý nước mắm Phan Thiết. Ngay từ đầu năm đến nay thì 2022 này thì công tác triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nó cũng thuận lợi. Do đó là cái mẫu mã sản phẩm cũng như chất lượng của các sản phẩm tham gia lần này nó cũng phong phú và đa dạng. Bên cạnh đó thì chất lượng cũng như là mẫu mã kiểu dáng cũng được các cơ sở là quan tâm, là có cái sự đầu tư đổi mới, nên do đó là so với lại kỳ trước thì kỳ này thì cái mẫu mã sản phẩm nó cũng phong phú và cái chất lượng cũng như là những sản phẩm mà nó đã có cái ổn định về thị trường cũng là tiếp tục được tham gia, và đặc biệt đó là các sản phẩm mà nó mang cái đặc trưng lợi thế của địa phương. Các sản phẩm tham gia bình chọn năm nay tuy ít, nhưng bên cạnh đó có nhiều cơ sở mới tham gia lần đầu và phong phú về mặt chủng loại cũng như chất lượng của sản phẩm, được nâng cao, tính kỹ mỹ thuật của sản phẩm và bao bì đóng gói cũng đẹp hơn, đồng thời là những sản phẩm công nghiệp nông thôn đặc thù của tỉnh và là sản phẩm mới. Nhiều sản phẩm phát triển tốt, có mẫu mã, kiểu dáng chất lượng cao và có thị trường tiêu thụ mạnh như nước mắm, các sản phẩm làm từ thủy hải sản Thanh Long. Đồng thời, phát hiện những sản phẩm mới sử dụng nguồn nguyên liệu dồi dào, lợi thế tại địa phương đang được thị trường chấp nhận và có khả năng phát triển mạnh trong thời gian tới, như các sản phẩm làm từ thanh long, như bộ sản phẩm rượu mứt và kem thanh long của hợp tác xã Thanh Long Sạch Hòa Lợi ở thôn Nà Bồi, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Nhận thấy nguồn nguyên liệu thanh long tại địa phương dồi dào mà không đủ điều kiện xuất khẩu bán với giá rẻ, cơ sở đã tìm hiểu và quyết định cho ra sản phẩm kem thanh long, bước đầu đã tìm được thị trường tiêu thụ và được người tiêu dùng là khách du lịch đón nhận. Đây cũng là một trong các sản phẩm thường xuyên được tham gia triển lãm tại các hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu giao thương với các tỉnh trong khu vực phía Nam. Lần đầu tiên thì hợp tác xã Thanh Long Sạch Hòa Lợi tham gia cái giải là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận, thì cũng một điều rất là may mắn thì hợp tác xã Thanh Long Sạch Hòa Lợi tham gia được giải là của tỉnh, để lựa chọn là trong đó có hai bộ sản phẩm là bộ sản phẩm rượu vang Thanh Long và bộ sản phẩm kem Thanh Long được tỉnh chọn đi để dự cấp khu vực vào tháng 10 tới đây. Cái giải thưởng này cũng là một điểm động lực rất lớn cho bản thân tất cả các thành viên của hợp tác xã để mình hoàn thiện sản phẩm và phấn đấu nghiên cứu nhiều sản phẩm hơn nữa để phần nào đó tiêu thụ bớt hết những cái trái thanh long của bà con nông dân sản xuất ra, để nâng tầm giá trị của quả thanh long nhiều hơn, nhiều người biết đến cái sản phẩm thanh long của hợp tác xã Thanh Long Sạch Hòa Lợi và đặc biệt là trái thanh long Bình Thuận mình đi càng ngày càng xa hơn đến với mọi người ạ.
Tham gia cái giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh ấy, lần này ấy, thì nói chung nó cũng mang lại cho cái thương hiệu của Mai Hương một cái giá trị vô hình, là quảng bá được cái thương hiệu của mình và cho mọi người tiêu dùng họ biết đến cái thương hiệu nước mắm Mai Hương là nước mắm truyền thống của Phan Thiết đã có từ hàng trăm năm nay trên thị trường của cả trong nước và kể cả quốc tế nữa. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất các sản phẩm sau khi được ghi nhận và tôn vinh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp sẽ được Trung tâm Khuyến công và Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh ưu tiên hỗ trợ tiếp cận chính sách ưu đãi của nhà nước, xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương để thực hiện thay đổi máy móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại. Bên cạnh đó, còn được giới thiệu hỗ trợ kết nối sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các hệ thống siêu thị trưng bày tại các gian hàng chung của tỉnh trong các hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại. Rõ ràng, thông qua việc tham gia sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cơ sở sản xuất. Hiện tại thì hợp tác xã đã có hơn 10 sản phẩm chế biến từ trái thanh long, từ trái hoa quả. Thì mục tiêu của hợp tác xã là củng cố hoàn thiện tất cả 10 cái sản phẩm đó và đưa ra thị trường xuất khẩu để cho không những khách du lịch trong nước và thị trường ngoài nước biết tới những cái sản phẩm của trái thanh long Bình Thuận. Và họ hiểu được là trái thanh long của Bình Thuận mình ngồi lột vỏ ra ăn thì còn chế biến ra tất cả những cái sản phẩm mà từ đó giờ họ chưa nếm thử. Thì nói chung là từ cái giải này ấy, thì doanh nghiệp sẽ quảng bá cái thương hiệu nước mắm Mai Hương không những là trong nước và tất cả các nước ngoài. Thì hiện nay thì sản phẩm của nước mắm Mai Hương ấy, là đã tham gia trên các thị trường từ 63 tỉnh thành trong cả nước. Rồi cái sản phẩm cũng đã có tham gia xuất khẩu trong 3-4 năm nay, là từ năm 2019 đến giờ, thì cũng đã có tham gia xuất khẩu cái sản phẩm nước mắm sang một số nước ở trong khối ASEAN. Thì được, nói chung là được khách hàng rất là tin tưởng và là sử dụng. Cho nên nhiều khi từ cái chỗ đó cái giá trị sản phẩm của nước mắm nó cũng đem lại cho doanh nghiệp thêm cái khoản doanh thu tương đối là tốt. Ngoài ra, còn giúp các cơ sở doanh nghiệp trao đổi thông tin và chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ du lịch, liên kết tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp với các mặt hàng lợi thế của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia khảo sát thị trường, đưa hàng hóa vào siêu thị, trung tâm thương mại tại các tỉnh, phối hợp đề xuất các cơ chế chính sách, tạo thị trường lưu thông hàng hóa thông suốt, nhằm đẩy mạnh các mối liên kết đầu tư sản xuất kinh doanh, phát huy lợi thế của từng địa phương về đẩy mạnh giao thương giữa các địa phương với nhau. Vì thế, việc trao đổi kinh nghiệm về phát triển ngành thương mại, phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại siêu thị rất được quan tâm. Các hoạt động xúc tiến thương mại thường xuyên được diễn ra như phối hợp tổ chức cho các doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi thông tin, tìm kiếm thị trường đầu ra cho các sản phẩm của địa phương, thông qua các hội nghị và hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp từng địa phương tìm hiểu hợp tác. Trên cơ sở các cái kết quả mà đạt được này thì nó là một cái điều kiện để mà hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở trong thời gian sắp đến là cũng có cái đầu tư đổi mới. Có nghĩa là trên cơ sở kết quả này thì về phía các sở ngành cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ để tạo điều kiện cho các cơ sở này nó có cái sự phát triển. Trải qua 6 lần tổ chức chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nhưng đến nay các sản phẩm tham gia còn hạn chế. Mặc dù tiềm năng nguyên liệu của tỉnh dồi dào, song các cơ sở sản xuất doanh nghiệp chưa khai thác tối đa để tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng. Số cơ sở tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu chưa nhiều, chưa thật sự quan tâm, chú trọng phát triển sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu. Các sản phẩm tham gia chưa đa dạng, chủ yếu là sản phẩm thuộc nhóm chế biến từ nông lâm sản thực phẩm, sản phẩm có sản lượng và doanh thu thấp. Để phát huy hiệu quả việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Trung tâm Khuyến công và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bình Thuận cần bám sát cơ sở, tìm hiểu thông tin về công nghệ, sản phẩm, thị trường, thiết bị sản xuất để tư vấn và cung cấp cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đồng bộ với chính sách ưu đãi đầu tư khoa học và công nghệ, giúp các doanh nghiệp cơ sở sản xuất hình thành liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương. Quý vị thân mến, chương trình Công Thương của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.